Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến đối với ngày hôm nay. Như vậy là những cái ngày gần đây chúng ta có liên tiếp những cái thông tin tốt trên toàn bộ thị trường, đặc biệt là đối với những người nào mà quan tâm tới cái đồng Bitcoin, thì các bạn có thể thấy là Bitcoin trong những ngày gần đây đã đạt tới cái mức giá cao nhất trong lịch sử, gần bộ 64.000 đô. Vậy thì có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra ở cái thời điểm hiện tại, đó là Bitcoin đã vượt qua được mức 61.000, là cái mốc hỗ trợ rất là mức là cái mốc kháng cự rất là cứng. Thì cái target của tiếp theo của Bitcoin sẽ là bao nhiêu, và cái đà tăng trưởng này nó thực sự nó đã chuẩn bị kết thúc hay chưa? Thì ở trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái chart cầu thị của Bitcoin để mà chúng ta có thể có được những cái dự đoán, đúng không ạ? Và ở cái phần cuối của cái video thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về những cái lệnh Forex mà mình đã đánh cũng như là mình đã share trong cái nhóm tín hiệu trong những cái ngày gần đây. Như mọi người đều biết là bên cạnh những cái tín hiệu về crypto như thường lệ thì chắc phòng thật trong thời gian tới thì mình sẽ share thêm cho mọi người những cái tín hiệu về Forex và cả về vàng để mà mọi người có thể có đa dạng hóa cái lĩnh vực đầu tư của mọi người. Thì để mà có thể tham gia vào cái nhóm tín hiệu này thì các bạn chỉ cần để lại cái thông tin ở cái phần form đăng ký ở bên dưới, và sau đó thì sẽ có các admin hỗ trợ và add các bạn vào trong cái nhóm này. Ngoài ra thì nếu như các bạn đang giao dịch ở trên sàn giao dịch Binance hoặc là các bạn chưa có tài khoản Binance thì các bạn có thể đăng ký qua cái đường link ở bên dưới để mà có thể nhận được cái ưu đãi giảm phí lên tới là 10% trọn đời. Và đây là một cái ưu đãi rất là đặc biệt dành riêng cho những cái member của team Anh Review. Và với những cái bạn nào mà giao dịch với cả những cái khối lượng lớn ở trên sàn Binance thì các bạn có thể liên hệ với mình để mà có thể có được những cái ưu đãi tốt hơn. Ok, quay trở lại với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì ở phần đầu của video này mình muốn cập nhật cho mọi người một chút cái thông tin liên quan đến cái việc là sàn Coinbase. Như mọi người đã biết là sàn Coinbase đã lên sàn chứng khoán Mỹ vào ngày hôm qua, và mình cũng đã có những cái video để mà cập nhật cho các bạn về cái thông tin này rồi. Thì theo cái thông tin rạng sáng nay thì cổ phiếu của Coinbase đã được niêm yết lên sàn chứng khoán Nasdaq với mức giá giao dịch là lên tới cao nhất là 429 đô la trên một cổ phiếu. Tuy nhiên thì sau đó thì giá cổ phiếu này đã có một cái sự suy giảm và đóng phiên đầu tiên ở mức là 328 đô la. Thì thực sự đây vẫn là một cái mức giá cao hơn so với cái mức giá tham chiếu được đưa ra là 250 đô. Cũng như là khá sát với cả cái mức giá giao dịch ở trên cái thị trường tư nhân là 343,58 đô la. Chính vì vậy bây giờ mình cho rằng là đây thực sự cũng là một cái màn ra mắt tương đối là thành công với cả sàn Coinbase rồi. Trong những ngày tới thì có thể là chúng ta sẽ thấy cổ phiếu của Coinbase biến động rất là nhiều. Vì như là mình đã đề cập ở trong cái video ngày hôm qua ấy, thì việc niêm yết theo cái hình thức gọi là Direct Listing, tức là các cổ đông có thể ngay lập tức bán ra cái số cổ phiếu mà họ đang nắm giữ và đẩy giá cổ phiếu đó đi xuống ngay lập tức. Đây là cái điều mà đã diễn ra với những cái mã cổ phiếu nổi tiếng khác trong quá khứ. Vậy nên là chúng ta sẽ cần phải chờ một khoảng thời gian nữa mới biết được thực sự là Coinbase được định giá trên sàn chứng khoán là bao nhiêu. Chuyển sang thị trường Bitcoin thì các bạn có thể thấy là những cái tin tức tích cực từ cái việc là ra mắt thành công sàn Coinbase trên sàn Nasdaq cũng không có quá nhiều tác động đối với cả thị trường, khi mà giá của Bitcoin cũng đã có cái sự suy giảm sau khi đạt đến cái mức cao nhất ở ngưỡng là 64.800 đô la. Giá đã đi lưng chừng với cái lực mua đã bắt đầu có cái sự suy yếu. Điều này cho thấy là cái ảnh hưởng từ cái tin tức của sàn Coinbase lên sàn đã không còn lớn như ngày hôm qua nữa, và nó đã không còn tác động nhiều đến diễn biến của thị trường chung. Do đó thì để mà nhìn nhận được cái xu hướng sắp tới thì chúng ta sẽ cần phải nhìn vào cái chart đồ thị của Bitcoin để chúng ta có thể nhìn nhận. Thì đầu tiên là mình sẽ chia sẻ những cái thông tin ở trên sạc ở trên cái khung thời gian là khung weekly. Thì ở trên khung weekly thì những cái tín hiệu buy vừa mới được hình thành trên đồ thị của chỉ báo Stock RSI, và sau khi cái thanh nến tuần vừa rồi hoàn thiện thì đồ thị giá của Stock RSI đã có cái tín hiệu là hội tụ vào nhau, và cái đường K màu xanh đã hoàn toàn là vượt lên cái đường D màu đỏ. Đặc biệt là khi mà hai cái đồ thị này đã bắt đầu rời khỏi cái khu vực quá bán. Đây được xem là một cái tín hiệu rất là tốt cho cái xu hướng tăng giá trong dài hạn của Bitcoin. Ngoài ra thì cái chỉ báo RSI cũng đã có một cái nhịp bật lên từ cái khu vực quá mua và đi lên. Ở trên khung tuần ý, thì kể từ khi đạt đỉnh vào cuối năm 2017 thì đây là cái lần đầu tiên mà cái chỉ báo RSI có thể duy trì lâu đến như vậy. Và đây là một trong những cái tín hiệu rất là tích cực và cho thấy là cái đà tăng trưởng này sẽ, mình nghĩ rằng là sẽ vẫn còn tiếp diễn trong tầm khoảng từ 1 cho tới 2 tháng nữa về cái khung dài hạn. Mình vẫn chưa nghĩ rằng là cái đà tăng trưởng này nó sẽ kết thúc. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ cần phải chuẩn bị cho mình những cái tâm lý, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại mình cảm thấy là cái tâm lý của các nhà đầu tư đang hết sức là FOMO. Và khi mà tất cả các nhà đầu tư cùng tin tưởng vào cái việc là thị trường nó sẽ
tăng trưởng còn mạnh mẽ hơn nữa, thì đó thường thường nó sẽ là cái lúc mà thị trường nó sẽ bắt đầu có cái sự điều chỉnh mạnh. Đấy là theo cái tâm lý chung của thị trường như vậy. Thế nên là mặc dù là trong 1-2 tháng tới chúng ta có thể là sẽ chứng kiến cái mức giá của Bitcoin tăng trưởng lên cái mức target là 70.000 hoặc hơn, thì là cái điều mà không làm mình quá bất ngờ. Tuy nhiên khi mà đã tăng trưởng đến cái mức giá này rồi ấy, thì mọi người cũng tránh cái việc là quá quá FOMO, mọi người sẽ cần phải ngồi lại nhìn xem cái thị trường thời điểm đó như thế nào, và chúng ta sẽ có những cái kế hoạch nó thực sự là hợp lý. Ok, ở trên khung thời gian daily thì trong những ngày vừa rồi thì cái tín hiệu nổi bật nhất đó là cái việc Bitcoin vượt qua được cái mức đỉnh 61.000 đô, vốn là cái mức kháng cự rất là cứng và cũng đã gây rất là nhiều khó khăn cho Bitcoin mới có thể vượt qua được. Và khi vượt qua thì Bitcoin đã thiết lập được một cái mức đỉnh mới, đúng không ạ? Hiện tại thì giá của Bitcoin đã phá qua được cái cạnh trên của cái mô hình tam giác tăng. Tuy nhiên thì cái lực tăng này đang bị yếu đi, và giá sẽ mình thấy là đang có cái dấu hiệu sẽ retest lại cái vùng kháng cự cũ là vùng 61.000. Nếu mà chúng ta quan sát lại những cái lần giá phá đỉnh gần đây tại mốc 20.000, 40.000 và 48.000 ấy, thì các bạn sẽ có thể thấy một cái kịch bản chung là sau khi mà Bitcoin phá qua được cái vùng kháng cự cứng bằng một cái thanh nến dài thì giá nó sẽ đi sideways trong khoảng thời gian vài ngày để mà tích lũy lực trước khi mà có một cái cú tăng tiếp theo. Và nếu điều này được lặp lại thì trong những cái ngày tới chúng ta sẽ còn thấy Bitcoin dao động quanh cái vùng từ 59 trên 61.000. Và cái điều mình kỳ vọng sẽ là cái việc giá sẽ được đỡ bởi cái vùng 61.000 và sẽ tiếp tục là hướng lên trên, đi đến những cái target cao hơn. Còn trong cái trường hợp mà giá tụt khỏi cái vùng 61.000 thì chúng ta sẽ vẫn còn hai cái ngưỡng trợ cứng tiếp theo mà các bạn sẽ cần phải quan tâm và nốt lại, đó là vùng 58.000 và vùng 55.000, bởi vì đây là cái vùng giá mà Bitcoin đã phản ứng rất là nhiều lần cho cái đợt uptrend lần này. Về dài hạn thì như mình vừa mới chia sẻ, cái lực tăng nó sẽ mình nghĩ là vẫn còn, và cái đồ thị nó sẽ có thể là sẽ tạo ra những cái cấu trúc là đáy sau cao hơn đáy trước, và hiện tại đang là cái mô hình hiện tại đang là rất là đẹp. Và cái target mà mình đang hướng tới đối với Bitcoin nhá, thì mình đang nghĩ nó sẽ có thể lên được tầm khoảng từ 77 ngàn đô. Như là cái thông tin này thì mình cũng đã cập nhật cho các bạn ở trong cái video trước rồi, thì trước mắt cái target mình đang hướng tới nó là như vậy, để xem là nó sẽ có thể đạt được hay không, và đến khi đạt được thì chúng ta sẽ có những cái nhìn lại và chúng ta sẽ đánh giá tiếp theo những cái diễn biến nó sẽ diễn ra như thế nào. Ok, thì còn ở những cái diễn biến ngắn hạn hơn ý, thì các bạn có thể xem xét ở trên khung thời gian là khung thời gian H4. Thì ở trên khung thời gian H4 thì các bạn có thể thấy rất là rõ ở trên đồ thị là cái đà tăng này này nó có đang có cái xu hướng là bị chững lại tại cái khu vực là 64.500. Thì thông thường là sau khi mà uptrend mạnh để mà tạo đỉnh mới thì thị trường Bitcoin sẽ có một cái nhịp điều chỉnh giảm trong vài ngày, là cái điều rất là cần thiết cho thị trường. Hiện tại thì những cái tín hiệu mới ở trên những cái chỉ số ví dụ như là RSI hay là MACD ở trên khung thời gian H4 thì đều đang cho thấy cái dấu hiệu là một cái đợt điều chỉnh có khả năng là sẽ diễn ra ở trên khung thời gian này. Cái chỉ báo RSI đi ngang, còn chỉ báo MACD thì hai đường đồ thị vừa mới diễn ra cái sự giao cắt và cái tín hiệu sell đã được hình thành. Và những cái dấu hiệu trên thì đang cho thấy là khả năng là thị trường sẽ có cái xu hướng giảm trong ngắn hạn. Mình thấy là khá là rõ ở trên khung H4. Và mình nghĩ rằng là nếu điều này xảy ra thì các bạn có thể, nếu với những ai mà các bạn muốn trade spot thì các bạn có thể xem xét ở cái vùng tầm từ 59 cho tới 61.000, các bạn có thể cân nhắc vào cái lệnh ở trong cái vùng giá này. Tổng kết lại thì ở cái xu hướng chính ở trên thị trường của Bitcoin đối với khung như là khung weekly hay khung daily vẫn là cái xu hướng tăng trưởng, đặc biệt là trong những ngày vừa rồi thì đã có những cái tín hiệu bứt phá qua những cái vùng kháng cự rất là quan trọng, đúng không ạ? Tuy nhiên trong ngắn hạn thì chúng ta có thể là sẽ đối mặt với một cái đợt điều chỉnh ngắn. Tuy nhiên thì mình hy vọng là những cái đợt điều chỉnh này nó sẽ vẫn nằm trên những cái vùng hỗ trợ quan trọng trên thị trường để mà chúng ta có thể lấy đà để mà đi đến cái target tiếp theo là trên 70.000 đô như mình vừa mới chia sẻ với mọi người, đúng không ạ? Trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục cập nhật sát sao những cái diễn biến ở trên cái đồ thị của Bitcoin để mọi người có thể nắm được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái nhận định ở trên cái đồ thị của đồng ETH. Thì ông ETH là một trong những cái đồng coin mà chúng ta cũng đã nhận định ở trong rất là nhiều những cái video trước. Và nếu như các bạn theo dõi sát những cái video gần đây mình chia sẻ với mọi người thì các bạn sẽ biết được cái target ETH của chúng ta khi mà phá qua khỏi cái mô hình tam giác tăng là bao nhiêu, là 2.400, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã có cái lý thuyết để chúng ta có thể đo được cái target này rồi. Và thực sự là trong những cái ngày vừa qua cái mức target này đã đạt được và chúng ta đã có một cái mức đỉnh mới gọi là cao nhất lịch sử đối với cái đồng Ethereum. Thì nếu mà chúng ta dựa vào cái lý thuyết của mô hình này
thì chúng ta có thể dự đoán được là cái mục tiêu mà ETH hướng tới có thể đạt được, đó là cái đường viền cổ neckline. Thì mình sẽ đo cái khoảng cách từ cái đỉnh của mô hình cho tới cái đường trendline hỗ trợ được tạo thành từ hai đáy để mà xác định được cái mức target mà ETH có thể tăng sau khi mà đồ thị giá đã vượt qua được cái viền cổ neckline. Thì dựa vào cái cách này thì cái mức target mà ETH có thể hướng tới cho cái sóng tăng lần này nó có thể đạt mức là 2.400 theo lý thuyết đó. Và cái mức 2.400 đồng thời cũng là cái mức mà mình đã đề cập đến với mọi người ở trong cái video số 445 khi mà đưa ra cái trường hợp mà ETH phá qua cái cạnh trên của cái mô hình tam giác cân. Nếu như mọi người theo dõi thì mọi người cũng đã biết được về cái vùng giá này rồi. Và như bạn có thể thấy là sau khi mà phá qua cái mô hình tam giác không lâu thì giá đã đạt được cái mức target là 2.400 như chúng ta đã dự đoán ở trong cái video số 446. Tuy nhiên thì có thể là cái mức giá 2.400 chưa phải là cái mức đỉnh cao nhất cho cái sóng tăng này của ETH. Nếu như mà chúng ta quan sát cái trên khung thời gian weekly của đồ thị ETH ấy, thì đồ thị giá đã phá qua mô hình tam giác tăng với cái cạnh trên là cái đường kháng cự cứng tại cái mức giá là 2.000. Và cái cây nến tuần trước có cái sự retest lại cái đường kháng cự này và bật lên rất là mạnh mẽ. Và với cái mô hình tam giác như thế này ấy, thì cái mức target cho cái sóng tăng sau khi mà phá vỡ mô hình này sẽ được xác định dựa vào cái chiều cao đáy tam giác và nó sẽ nằm ở khu vực tầm khoảng 2.550. Như vậy theo lý thuyết thì ETH sau khi mà tạo đỉnh tại cái vùng 2.400, chúng ta hoàn toàn có thể có một cái target tiếp theo của ETH đó là vùng tầm 2.550, và đây sẽ là cái mức target tạm thời của mình đối với cả đồng ETH. Mình chưa có cái kỳ vọng là cao hơn trong thời gian tới. Nếu như chạm đến cái target này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét tiếp và tìm ra được những cái target tiếp theo của ETH, đúng không ạ? Nói chung ETH đang đang là một cái đồng coin trong những ngày gần đây có cái sự tăng trưởng khá khá là ok, và nó đã đi rất là đúng với những cái gì mà chúng ta đã dự đoán trong những cái thời gian vừa rồi. Ok, ở phần cuối của video thì mình sẽ review lại cho mọi người một số những cái lệnh mà mình đã chia sẻ ở trong tuần trước, và đặc biệt là trong tuần này thì mình đã có share thêm một số những cái kèo liên quan đến những cái tín hiệu về Forex và vàng ở trong nhóm. Như mọi người đều biết thì bên cạnh cái sàn giao dịch LMT chúng ta đang sử dụng đã trong một khoảng thời gian cũng tương đối lâu, thì thời gian tới chúng ta sẽ trade những cái tín hiệu Forex ở trên sàn giao dịch Bityard, và vì vậy thì mình cũng đã có chia sẻ với mọi người một số những cái tín hiệu về Forex ở trên sàn Bityard để mọi người có thể tham khảo. Thì đầu tiên là vào ngày 12 tháng 4 thì ngày hôm đó thì mình đã chia sẻ với mọi người một cái lệnh buy với cái cặp đánh là cặp GU tại cái mức giá là 1.374 và 1.372 như mọi người có thể thấy ở trên màn hình, đúng không ạ? Thì cái lý do tại sao mình lại đưa ra cái tín hiệu này cho mọi người thì ở trên khung H4 của đồ thị GU đã bắt đầu xuất hiện một số những cái tín hiệu cho thấy là cái xuống uptrend trên thị trường sẽ bắt đầu. Đầu tiên là hai đồ thị của chỉ báo MACD bắt đầu diễn ra sự giao cắt và giá trị của MACD chuyển từ âm sang dương, và cái xu hướng tăng giá tiếp tục được ủng hộ khi mà đồ thị giá có phản ứng với cả cái mức hỗ trợ của giải băng Bollinger Band. Sau khi mà test lại cái biên bên dưới của giải Bollinger Band thì đồ thị giá của GU đã bắt đầu cho những cái tín hiệu bật lên và hướng đến cái đường giữa của giải băng, đúng không ạ? Và mình đã bắt đầu đặt một số những cái lệnh buy với cái mức entry quanh khu vực là 1.374, và chỉ khoảng 1 phút sau khi vào lệnh thì giá đã có cái sự tăng trưởng đúng như kỳ vọng và những cái lệnh này đều đã có cái mức lợi nhuận, và mình đã close cái lệnh này với mức lợi nhuận là khoảng 14%. Đây là cái lệnh scalping mình đánh trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi, và mình cũng đã chia sẻ rất là rõ với mọi người trên nhóm. Ok, đến chiều ngày 13 tháng 4 thì mình đã tiếp tục đưa ra cái tín hiệu buy với cả con vàng với cái mức vào lệnh là tầm khoảng 1.723 và 1.721. Thì cái lý do mà mình đưa ra cái tín hiệu như vậy là bởi vì thị trường đã bắt đầu xuất hiện những cái xu hướng tăng khá là tốt ở trên chart đồ thị trên khung H4. Thì cái tín hiệu đầu tiên mình nhìn thấy đó là cái đồ thị giá đang có cái xu hướng bật lên từ biên bên dưới của giải Bollinger Band. Ngoài ra thì cái tín hiệu giao cắt từ đồ thị của chỉ báo Stochastic cũng cho thấy cái khả năng uptrend chuẩn bị diễn ra trên đồ thị của vàng. Và quan sát trên khung thời gian M30 thì cái lệnh buy tại cái mức 1.723 thì thị trường đã bắt đầu có cái xu hướng tăng giá sau khi mà đồ thị chạm tới cái biên bên dưới của giải băng trên cái khung thời gian này. Cái đồ thị của Stochastic trên cái khung này thì cũng đang có cái tín hiệu buy và nhận thấy là cái khả năng tăng giá khá là tốt của thị trường ở cái thời điểm đó, thế nên là mình tiếp tục đưa ra cái tín hiệu là mọi người có thể mua thêm những cái lệnh nhỏ ở cái mức là 1.725. Và với cái tín hiệu như này thì khoảng một tiếng sau thì tất cả những cái lệnh này đều đã có mức lợi nhuận khá ok, và mình đã chốt lãi được ở cái mức là khoảng 20% đó.
Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục là đưa ra thêm những cái tín hiệu về vàng hoặc là về những cái cặp forex. Thì mình thấy là bên cạnh những cái tín hiệu về Bitcoin, về crypto thì mọi người cũng khá là quan tâm tới những cái tín hiệu về về forex đúng không ạ? Và mọi người có thể trade trực tiếp những cái tín hiệu này bằng USDT thông qua sàn giao dịch Bityap. Thì cái link đăng ký mình sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video. Thì bạn nào mà muốn tham gia vào nhóm thì các bạn chỉ cần đăng ký bằng cái đường link đó và sau đó các bạn nhắn tin với cả admin thì sẽ admin sẽ hỗ trợ các bạn vào trong cái nhóm này. Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng là video sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hay và hữu ích. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin hẹn gặp lại mọi người các video sau. Xin chào.